Chú em chào cô ạ. Tất cả ngồi xuống. Dạ vâng ạ. Những ai chưa làm bài tập đứng hết dậy đi ra khỏi lớp cho tôi. Cả lớp có 3 người mà các anh chị đi ra hết thì tôi dạy cho ai? Tôi cả đi vào. Bọn em cảm ơn cô ạ. Thế cái lý do tại làm sao mà các anh chị chưa làm bài tập về nhà? Dạ em thưa cô, hôm qua em đang chuẩn bị làm bài tập thì bà ngoại em lại đi sinh em bé. Nên là em... Tôi vừa gặp ba anh sáng nay đi tập võ ở nhà văn hóa xong, có thấy gì đâu. Ơ dạ dạ. Tưởng qua mắt được tôi á. Thế còn bạn Trang? Dạ em thưa cô, tối hôm qua mẹ em bị ốm, em phải thức cả đêm để chăm mẹ, nên là không làm bài tập được cô ạ. À. Cô cũng biết là chữ hiếu đứng trước chữ học mà cô. Alo, phụ huynh của em Trang à? Em nghe nói là chị bị ốm đúng không ạ? À? Dạ, tôi vẫn khỏe mà. Cô giáo hỏi thế hả? Còn lo lắm. Dạ. Dạ em thưa cô. Thôi. Các anh chị không phải lý do lý chấu nữa. Ngày mai tất cả mời phụ huynh lên gặp tôi nghe chưa? Làm thế nào bây giờ? Bây giờ bảo bố mẹ đeo hộ phụ huynh đi. Đây rồi, cứ tình của mình đây rồi. Thôi không được đâu cháu ơi. Ba người lớn rồi không được làm cái chuyện đấy đâu nhá. Về đi. Ba ơi, ba cố gắng giúp cháu với. Cháu gửi ba coi như là của ít lòng nhiều ạ. Thôi được rồi. Bác coi mày như con cho cháu trong nhà này, bác mới nhận đấy nha. Về đi. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Sáng hôm sau. Sao mãi mới thấy phụ huynh của bạn nào đến nhỉ? Các anh các chị về có thông báo với phụ huynh không đấy? Em bảo rồi ạ. Em cũng thế. Em cũng vậy ạ. Dạ chào cô giáo, tôi đến họp phụ huynh cho con ạ. Dạ vâng, em chào bác ạ. Thế đây là phụ huynh của bạn nào nhỉ? Ra dắt bố vào đi em. Đây là bố em ạ. À. Ô, ba đứa học cùng lớp à? Về đi. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Ba ơi, cho với. Chị, mày lại nhớ ba lên gặp cô giáo hộ chứ gì? Ba là ba không bao giờ. Cho gửi ba cho hoa hồng ạ. Thôi được rồi, ba là ba nể tình bác với mày là con trai này, ba mới nhận đấy nhá. Thôi về đi. Ui ba ơi ba. Sao hôm nay mình đắt sâu thế nhỉ? Dạ bác ơi, tình hình làm mai lớp cháu học phụ huynh mà bố cháu lại bận, bác xem như nào đi học cho cháu với. Cháu gửi bác một chút để bác uống cà phê ạ. Thôi được rồi, sáng mai chứ gì? Cứ về đi, mai bác đến. Dạ vâng ạ. Xin lỗi cô giáo nhá, tôi không phải là bố của ba đứa này. Tôi đi về nhá, tôi nhầm lớp. À, thế hóa ra là cả ba anh chị đều nhờ người khác giả là phụ huynh à? Đã thế, lát nữa tôi đến từng nhà. Tự nhiên chả phải làm gì. Nào để xem được bao nhiêu nào. Này thì của ít lòng nhiều này. Ủa? Mà thôi không sao, vẫn còn hoa hồng. Cái gì này? Thế là còn một chút cà phê được nói là... Ta-da. Cả lớp cho tôi. Tất cả lôi. Ôi thôi xong rồi. Cô có lôi giấy là bài cầm trong một tiết đấy. Cặp ra để cất sách vở đi. Tiết hôm nay các em sẽ được hoạt động tự do nhá. Còn một thông tin rất là quan trọng nữa. Các anh các chị nhớ về thông báo với phụ huynh. Mà phụ huynh học phụ huynh nha chúng mày ơi. Làm thế nào bây giờ? Tuần vừa rồi tôi bị ghi sổ nó bán 50 lần cơ. Là năm nay nhà trời sẽ cho nghỉ lớp trong vòng 1 tháng. Nhưng mà khoan, anh chị đừng có mà gọi mừng. Mặc dù được nghỉ Tết 1 tháng, nhưng mà tôi vẫn sẽ... Đấy cho biết ngay mà này, cô vẫn sẽ ra bài tập về nhà đấy. Đã thế là còn nghỉ 1 tháng, kéo cô ra 1.000 đề chứ. Không ra bài tập về nhà để các em có thể thoải mái chơi Tết. Nhưng mà sau khi chơi Tết xong, thì buổi đầu tiên đi học lại tôi sẽ... sẽ kiểm tra đầu năm mưa. Chắc là thế đấy mày ơi. Lì xì mỗi em học sinh một cái 15 gram á, và xóa hết mọi lỗi lầm trong năm qua ở các em. Và còn một điều cuối cùng rất là quan trọng cô muốn nói. Là nãy giờ cô nói đùa ấy. Để tạo tâm lý thoải mái cho các em trước khi làm bài kiểm tra ấy mà. Còn bây giờ thì tất cả lôi giấy lên làm bài kiểm tra một tiếng. Trong lớp có đôi yêu nhau kiểu đúng là mới yêu của khác. Lại còn đợi nhau rồi mới vào lớp cơ. Đâu, sáng nào Hoàng đến tận nhà đón ta mà. Ủa ơi, nhà mày ở Cao Bằng, nhà Trang ở tận Cà Mau mà mày vẫn đó nữa Hoàng. Chả thế thì sao, anh đưa đón bé cả đời mình được bến nhà. Dạ. Hôm nay nhân là ai chủ nhật mà không xóa bảng này. Có tin là tôi nghĩ hết mà sổ đồ bài không hả? Ủa dạ, là em cô ạ, à. Em xóa luôn đấy ạ. Để đấy anh xóa cho. Dạ vâng ạ. Tình cảm xong chưa cho lớp còn học bài đây. Bài kiểm tra lần này thì cả lớp làm bài rất tốt. Duy nhất là có một bạn giữ trung bình, điểm vô cùng thấp. Trang. Ơ dạ, sao lại là em ạ? À? Em môn bài kỹ lắm mà cô. À không, ý cô là trật tự cho con đọc điểm nhá. Ui mày thế, em cứ tưởng là bài kiểm tra của em giữ trung bình cơ. Và người có bài kiểm tra giữ trung bình là Phan Thị Trang. Cô rất là quan ngại về cái việc học hành của em Trang ạ. Với cái học lực như hiện tại thì cô cũng không biết là sau này em định làm gì. Là em... Làm vợ em ạ, à. Sau này em sẽ nuôi Trang, cô cứ yên tâm. Ồ, anh... Ồ, tình cảm quá nhỉ. Tôi ghi anh chị vào sổ đầu bài về mất trật tự trong lớp.
khi người yêu cũng là lớp trưởng Kiều. Cả lớp trật tự, cô điểm danh sĩ số lớp nha. Ui thôi xong rồi, con Trang luôn chưa đến cơ. Không sao đâu, tao đến tên nó, tao điểm danh hộ cho. Thị Trang có. Vậy là lớp đầy đủ, chúng ta bắt đầu vào bài mới nha. Cô điểm danh cho mày. Yên tâm, tao điểm danh hộ mày rồi. Được đấy, đúng là bạn tốt. Ờ Trang, bây giờ bọn mày đến à? Lấy sách vở ra đi. Bài mới rồi đấy. Ô, bây giờ bạn Trang mới vào lớp à? Thế sao vừa tôi điểm danh vẫn đầy đủ mà? Hình như vừa nãy em nghe là giọng bạn Hoàng hay sao ấy cô ạ? À, thế hóa ra là hai anh chị đã đi học muộn lại còn điểm danh hộ à? Tôi ghi hai anh chị vào sổ đầu bài. Rồi, các em ở trong người đây, chúng ta vào bài mới nha. Mày thế hôm nay cô không kiểm tra bài cũ. Công nhân, mày thật đấy. Cô ơi, hôm nay cô không kiểm tra bài cũ à? À ừ, cô quên mất đấy. Thôi, bây giờ cô kiểm tra bài cũ trước nhá. Hay là cô gọi luôn bạn Trang đi, để bạn ấy chuộc lỗi điểm muộn cô ạ. Sao lại tao, tao đã học đâu? Lớp trưởng nói có lý ấy nhở. Mời bạn Trang lên bảng. Cuối cùng đưa ra chơi. Ôi trời mày ơi. Tiết sau làm bài kiểm tra mà tao ôn mãi không vào tí nào cơ. Làm nào bây giờ? Ui giời ơi, trước giờ kiểm tra có giờ mày làm được bài đâu. Thôi, xuống các tin ăn gì đi. Mày đi đi, tao ôn bài nữa. Tao bảo. Nhanh lên, không hết bài bây giờ. Coi, cho cháu một bát mì tôm phun thuốc mình ạ. Cháu cũng thế ạ. Dạ, ăn gì gọi đi. Ồ, hai cái thằng này, sao tao hỏi mày không trả lời? Từ từ, tao đang connect wifi. Đưa tao làm cho. Mới mấy tiếp mà não đó. Nhích ngay. Ok, đồng chí luôn. Xin với cô chào vào lớp. Bọn em đã sẵn sàng làm bài kiểm tra rồi đấy. Cả lớp làm bài kiểm tra xong rồi các em. Vậy là học hết hôm nay các em sẽ phải nghỉ Tết trong vòng 1 tháng. Yeah. Các em lôi giấy bút đây để trao bài tập về nhà nhá. Nhưng mà yên tâm, chỉ có 2 câu thôi. Xong, đây là một nửa câu 1. Các em ghi hết vào vở đi, để câu 1 xóa bảng này chắc để tiếp nhá. À quên, có một việc rất là quan trọng nữa. Sau khi mà các em chép bài xong ấy, thì cô sẽ tổ chức liên hoan linh đình cho cả lớp. Cô đã mua hết bánh kẹo nước hồ cho các em rồi đây. Ngày xưa cô cũng thích lắm mà không có mà ăn đấy. Giờ mà mình có khả năng nhìn trước tương lai thì sao nhở? Trang ơi đi chơi đi. Mày nhìn cái gì đấy? Hả? Tao có làm gì đâu. Cái gì đấy nhở? Trang ơi đi chơi đi. Hả? Mày nhìn cái gì đấy? Nó đến thật này. Ui mày ơi, hình như là tao có khả năng nhìn trước tương lai hay sao ấy. Mày làm như mày là siêu anh hùng ấy mà nhìn trước được tương lai. Tao không tin đúng không? Để tao làm lại cho mày xem. Mẹ tao đang chuẩn bị xuống cầu thang. Sao nó mắng tao về cái vụ mà tao bị điểm không? Mày đừng có mà. Trang, bài kiểm tra được không điểm sao không đưa cho mẹ? Cô giáo vừa gọi về kìa. Đấy, mày tin chưa? Tao tin rồi mày ơi. Ui mày ơi, mày có bài kiểm tra đấy. Mày có nhìn trước được tương lai sẽ đáp án là gì không? Tất nhiên là có rồi. Ngày mai á, cứ để tao lo cho. Sao qua mày bảo mày biết trước tương lai mà Trang?